Xin chào các bạn, bắt đầu từ hôm nay thì mình sẽ làm thêm một playlist để hướng dẫn cho các bạn chưa từng biết gì về đàn guitar thì chúng ta sẽ bắt đầu học như thế nào. Hoặc là các bạn có người thân, con em của mình học đàn guitar mà các bạn muốn hiểu thêm về cây đàn thì đây là những video dành cho các bạn. Và trước khi các bạn học đàn thì chúng ta phải đi mua đàn. Vì vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi ra tiệm đàn nhé. Vừa rồi mình vừa dẫn các bạn đi ra tiệm đàn cách nhà mình 10 phút. Thì nếu như bạn nào chưa biết gì về đàn guitar, các bạn định ra đó các bạn mua đàn thì 90% là các bạn sẽ đi về. Bởi vì nó nhiều quá các bạn không biết là bây giờ phải mua cái gì. Thì bây giờ mình sẽ phân loại cho các bạn biết là nhiều như vậy, nhưng mà guitar thì có những cái loại chính nào. Bây giờ chúng ta sẽ phân loại đàn guitar. Và những từ bằng tiếng Anh thì mình sẽ ghi ra cho các bạn và các bạn nên biết. Bởi vì sau này khi các bạn mua đàn thì cái model của cây đàn người ta sẽ ghi tắt bằng những từ tiếng Anh. Nếu như các bạn không biết thì các bạn sẽ không hiểu được cái model cây đàn của mình. Bước 1 thì các bạn phải biết hai loại đàn căn bản, đó là đàn thùng và đàn điện. Bên này là đàn thùng và bên đây là đàn điện. Thì làm sao chúng ta biết được? Các bạn nhìn vào thì các bạn phải biết được đó là đàn thùng hay là đàn điện. Và đàn điện người ta gọi đó là electric guitar, còn đàn thùng thì người ta gọi đó là acoustic guitar. Đây là cây đàn electric guitar, tức là cây đàn điện. Cây đàn điện thì sẽ có chỗ để cho các bạn ghim dây hay là ghim điện để cho âm thanh có thể phát ra ngoài loa được. Còn đây là cây đàn acoustic guitar, tức là cây đàn thùng. Cây đàn thùng thì sẽ không có chỗ để cho các bạn ghim dây để âm thanh phát ra ngoài loa. Và tiếng đàn thùng thì tiếng đàn điện sẽ nghe khác nhau. Vấn đề đặt ra là bây giờ người ta muốn tiếng đàn thùng này nghe lớn hơn hoặc là có thể phát ra ngoài loa được để đàn với ban nhạc. Thì từ đó người ta sẽ làm thêm các bộ phận mà các bạn có thể ghim dây vào để chúng ta cho tiếng đàn này phát ra ngoài loa được. Và người ta gọi cái loại đàn này là Acoustic Electric Guitar. Và đây là cái đàn Acoustic Electric Guitar, tức là cái đàn thùng mà chúng ta có thể ghim điện vào, ghim điện để cho âm thanh phát ra ngoài loa được. Kế tiếp chúng ta sẽ nói về cái đàn Acoustic Guitar, tức là cái đàn thùng. Thì cái đàn thùng sẽ có hai loại khác nhau dựa vào cái dây gắn vào đó. Thì cái dây bên này đó là cái dây sắt hay là dây kim loại, và bên này đó là dây nylon. Và khi các bạn nói là acoustic guitar thì người ta sẽ nghĩ ngay đến cây đàn dây kim loại này, chứ người ta không nghĩ đến cây đàn này. Mà cái đàn dây nylon này thì người ta sẽ gọi đó là classical guitar. Tóm lại, khi đi mua đàn thì các bạn sẽ chọn cho mình một trong ba loại đàn như sau. Thứ nhất đó là electric guitar, thứ hai đó là acoustic và thứ ba đó là classical. Và các bạn nhớ là acoustic và classical thì các bạn có thể chọn có ghim điện vào được hoặc là không. Và khi học thì ba loại đàn này đều có lý thuyết giống nhau, nhưng phần thực hành thì mỗi loại đàn sẽ có những cái kỹ thuật đặc trưng riêng. Vì vậy mà khi bắt đầu vào học thì các bạn có thể chọn cho mình một trong ba loại này để các bạn bắt đầu. Chứ không phải nhất thiết là phải học xong loại đàn này mới qua đàn kia là không phải. Và ở những bài tiếp theo thì mình sẽ phân tích rõ hơn cho các bạn thấy là sự khác nhau của các loại đàn này như thế nào. Và đặc biệt là acoustic và classical. Nếu như các bạn có các bạn bè mà mới học đàn thì các bạn hãy chia sẻ video này cho các bạn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.